Chào mừng các bạn quay lại với kênh T-Channel. Hôm nay mình rất vui sẽ chia sẻ với các bạn một cách ghép giấy rất là đặc biệt mà có người đã gọi là sử dụng cách này để ghép hàng ngàn lần ha. Thì hôm nay mình sẽ lắp cho các bạn xem, đó là hướng dẫn các bạn lắp, đó là con chim hay còn gọi là con hạc, người ta gọi là hạc giấy ha. Thì đây là một cái mô hình. Khi đã hoàn thành các bạn có thể xem. Ok, thì để mình lắp được con hạt thì mình cần ít nhất một tờ giấy. Tờ giấy ở đây các bạn có tận dụng một tờ giấy gì cũng được, nhưng mà giấy đấy thì giấy vuông thôi. Thì ở đây mình sử dụng giấy vuông nên đây là một cái giấy A4. Mình cần làm cho nó vuông trở lại, làm cho nó vuông. Thì để làm vuông thì các bạn gấp gấp ạ. Bạn gấp cho thẳng cái đường này các bạn, tí mình sẽ sử dụng tiếp cái đường này. Đây. Rồi. Các bạn sẽ tiếp tục. Để mình cắt ngang cái đường này mình bỏ, đường này. Cắt ngang nó mình bỏ, để mình dễ dàng thì mình gấp tiếp một đường nữa. Sau đó mình có thể sử dụng cái dao gọt giấy các bạn. Dùng dao lọc giấy. Mình sẽ cắt bỏ cái phần dư đi. Cắt bỏ cái phần dư đi. Phần này mình bỏ đi. Mình chỉ sử dụng cái hình vuông thôi. Cái hình vuông. Đường này mình đã gấp được một cái đường chéo cho tờ giấy rồi. Bây giờ mình gấp tiếp một đường nữa các bạn. Cái này mình cần gấp lấy nét tương tự cho cái đường chéo còn lại. Gấp tiếp hai đường. Đây là những cái đường mình sẽ sử dụng sau này nha. Tiếp tục là mình gấp đôi tờ giấy lại. Nó có tâm ở trên giữa nha các bạn. Đây. Tiếp tục mình gấp đôi ở hướng còn lại. Mình gấp. Mình lấy nét. Mình lấy cái nét. Nét nó rất quan trọng nha các bạn. Đây. Đây. Tiếp tục. Đây là cái phần sẽ rất quan trọng. Mình có những cái nét này mình sẽ gấp mới được ha. Đầu tiên. Đây. Mình gấp. Mình các bạn nhìn rõ theo cách mình làm nha. Mình gấp sát vào cái đường biên này ngay tầm, vuốt cho nó thẳng. Tiếp tục mạch đối hơi lại, gấp lại. Các bạn gấp càng chuẩn thì khi đó con hạt của bạn càng đẹp, càng chính xác, cái độ chính xác càng cao. Đây. Đây. Mình sẽ lấy nét. Gấp xong mình mở ra, tiếp tục mình xoay, mình tiếp tục gấp thứ hai. Mình cũng làm tương tự. Các bạn nhớ gấp cho mạnh để mình lấy cái nét nha các bạn. Có cái nét đấy mình sẽ làm nó đúng hơn. Gấp thứ hai. Xong mình lấy nét xong. Mở ra, mình tiếp tục gấp thứ ba của cái tờ giấy của mình tương tự. Đó. Mình sẽ lấy góc xong góc thứ ba. Mình cũng mở ra và góc cuối cùng. Từ từ đồng góc lấy nét. Tương tự các bạn.
Đây, các bạn nhìn rõ, mình đã có rất nhiều cái đường nét. Đây, đường nét. Rồi, bây giờ cái bước này là cái bước mình cần cái sự khéo léo. Đơn giản nhưng mà khéo léo. Đây, gấp lại. Nó đã có khớp hết. Các bạn bây giờ chỉ các bạn cần gấp nhau là xong. Đường dưới cũng đã có sẵn. Đây. Tương tự. Các bạn. Tương tự phần còn lại. Góc này, từng góc bên này. Nó đã có con nét hết rồi, các bạn cứ làm theo nét là nó ra hết đó. Góc thứ hai. Góc thứ ba. Đã góc xong là các bạn đã hình thành nó giống như thế này. Các bạn thấy giống như gì chưa? Đây. Rồi, mình đã có hình như thế này các bạn. Mình sẽ mở một cánh ra xuống. Tương tự, đổi nghịch lại một cánh. Rồi, đây. Cái này mình sẽ gấp vào. Đấy, cái bên này mình cũng gấp vào. Đây, mình cũng gấp tiếp. Thế mình tiếp tục các bạn. Đây là mình đang làm ngược à, làm nó đúng à, gấp như thế này, đây. Đó, gấp vô cái này, đây. Các bạn để ý. Đấy, một chút là các bạn sẽ gấp được hết. Đây. Quay lại. Không sai đâu. Quay trở lại ban đầu nha các bạn. Các bạn chuẩn bị đã hoàn thành con chim rồi các bạn. Kéo ra. Đó, các bạn hoàn thành con chim. Ok. Bẻ cái đầu này xuống. Đây là chính là cái vị trí này là cái đầu của con chim. Ok. Thì cái đầu của con chim là mình cần có mắt. Mắt. Mình sẽ làm cho nó cặp mắt. Mắt xanh nha các bạn. Làm mắt xanh. Chim ngồi quốc. Cho cái mắt là mắt xanh. Mắt xanh. Chim này mắt xanh màu cam đi. Cho nó một cái mỏ màu cam. Đấy. Rồi. Cánh. Và muốn cánh nó màu gì?
mình cho nó màu. Dạ. Tùy các bạn thích màu nha các bạn. Đây. Bên dưới. Tương tự bên đây. Rồi, đó là phía dưới, mặt dưới các bạn. Bây giờ mặt trên. Rồi, mặt trên để mình trang trí cho nó đẹp hơn. Rồi, mình cho nó màu hồng đi các bạn. Chim này có cánh màu hồng. Cánh màu hồng. Hồng hạt đi. Gọi chim này chim hồng hạt nha các bạn. Đây, bên. Tương tự bên này. Là hai đầu cánh. Ở dưới màu xanh, ở trên màu hồng. Ok. Rồi. Thân của nó luôn các bạn. Mình tô thân của nó màu hồng luôn. Đuôi mình cho một cái màu khác nha các bạn. Đuôi mình cho màu xanh. Xanh dương. Phong phú màu nó mới đẹp nha các bạn. Đây. Đó. Là con chim của mình. Đây gọi là con hạc. Mọi người có thể tham khảo nhìn lại cái clip mình để mình cùng nhau mình làm nha các bạn. Đây, mình đã làm được hai con. Các bạn có thể treo nó lên cũng được, hay là các bạn có thể quấn một cái coi các bạn chống lên. Quấn một cái coi các bạn chống. Có ngay cái lỗ chỗ này các bạn chọn vào, các bạn đỡ nó đứng lên. Thì cái này các bạn có thể để bạn học, bạn làm việc rồi rất là đẹp. Có thể các bạn tặng cho những người yêu thương của mình. Đây, mình có một cặp ở đây cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem cái clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhiều thứ hơn nữa và đẹp hơn nữa các bạn. Thì nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn subscribe để mình có thể xem tiếp những cái clip tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.